kính chào quý bà con nông dân, các nhà đầu tư trong lĩnh vực chăn nuôi hay tất cả những ai đang tìm kiếm giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất thức ăn cho vật nuôi. Hôm nay, Bình Minh sẽ giới thiệu tới bà con một sản phẩm vô cùng đặc biệt. Đó chính là chiếc máy ép cảm viên F180, dòng máy ép cảm viên một pha duy nhất trên thị trường hiện nay, sở hữu hệ thống 4 quả lò nghiền ép hiện đại. Động cơ 3kW, sử dụng nguồn điện dân dụng 220V. Đây sẽ là thiết bị tuyệt vời dành cho các trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ với nhu cầu tự sản xuất cám viên tại nhà, tiết kiệm chi phí, cho ra nguồn năng suất vượt trội. Máy ép cám viên F180 4 quả lô đến từ công ty Bình Minh không chỉ giúp bà con tiết kiệm chi phí chăn nuôi mà còn nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Thông qua việc tạo ra những viên cám đồng đều, chất lượng, dễ tiêu hóa và hấp thụ, sản phẩm này được thiết kế với những tính năng vượt trội, đáp ứng mọi nhu cầu khắt khe của những người làm nông nghiệp và chăn nuôi. So với các dòng máy ép cám viên một pha 2 quả lô thông thường, máy ép cám viên F180 với 4 quả lô giúp tăng năng suất hiệu quả ép lên gấp nhiều lần, từ đó tạo ra một lượng lớn cám viên trong thời gian ngắn. Máy có thể sản xuất ra từ 100 đến 200 cân cám viên mỗi giờ, giúp bà con tiết kiệm thời gian và công sức. Nhờ hệ thống 4 quả lô, quá trình ép nguyên liệu diễn ra liên tục và mạnh mẽ, tạo ra những viên cám có độ đồng đều và chất lượng ổn định. Điều này không chỉ giúp cải thiện chất lượng thức ăn, mà còn giúp vật nuôi dễ tiêu hóa, từ đó tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh. Việc sử dụng cám công nghiệp có thể khiến bà con chi tiêu rất nhiều tiền mỗi tháng. Tuy nhiên, với máy ép cảm viên F180, bà con có thể tận dụng những nguồn nguyên liệu sẵn có giá rẻ, giúp tiết kiệm chi phí chăn nuôi một cách đáng kể. Mặc dù sử dụng động cơ 3kW, nhưng máy ép cảm viên F180 4 quả lô được thiết kế với khả năng tiết kiệm điện năng, giúp bà con giảm thiểu chi phí vận hành trong quá trình sử dụng. Máy sử dụng nguồn điện dân dụng 220V, dễ dàng sử dụng và là nguồn điện phổ biến ở mọi vùng biển, không yêu cầu nguồn điện đặc biệt. Có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển và vận hành, giúp bà con dễ dàng làm quen và sử dụng mà không cần kiến thức kỹ thuật chuyên sâu. Muốn giảm chi phí chăn nuôi thì hãy nhớ ngay đến con máy ép cảm viên F180 4 quả lô, dòng máy ép cảm viên một pha duy nhất trên thị trường hiện nay, với năng suất có thể tương đương với các dòng máy ép cảm viên 3 pha cỡ nhỏ, mà mức giá cực kỳ phải chăng phù hợp với chi phí đầu tư của mọi hộ chăn nuôi. Dòng sản phẩm sẽ hỗ trợ bà con tự mình sản xuất cảm viên giá rẻ cho vật nuôi ăn ngay tại nhà. Với dòng sản phẩm siêu tiện ích như thế này, vậy thì quý vị bà con còn chần chờ gì nữa mà không nhanh chóng đến với Bình Minh ngay hôm nay để có thể sở hữu ngay cho mình một công cụ hỗ trợ đắc lực trong công đoạn chế biến thức ăn cho vật nuôi. Và đó là những gì ngày hôm nay mà em Nga muốn giới thiệu tới quý vị bà con trong công đoạn chế biến thức ăn giá rẻ cho vật nuôi ăn ngay tại nhà. Nếu bà con có nhu cầu tham khảo dòng máy này thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình. Rất cảm ơn quý vị bà con đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi hết video ngày hôm nay. Ngọc Nga xin chúc tất cả quý vị bà con kinh doanh thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.